đi bắt cá mọi người ơi. Sáng hôm nay thì mấy anh em sang á, chạy vào rừng rất là sớm người, chạy xe tới đoạn này thì không chạy được nữa nên mấy anh em để xe lại đây. Rồi thì mình sẽ khởi hành đi theo con đường này, đi bộ chắc khoảng tầm 4 hoặc 5 tiếng gì đó để mà đi xuống một cái con suối. Hôm nay thì mấy anh em sang sẽ đi vào rừng bắt cá suối nha mọi người. Hôm nay đã vào ngày 10 tháng 2 âm lịch rồi mọi người. Cái khoảng thời gian này thì ở chỗ những khoảng rừng trên Ninh Huân á, là ong, những con ong nó bắt đầu bay về rồi. Nên sáng hôm nay thì mấy anh em sang rủ nhau á, là sẽ đi vào trong rừng một bữa. Tại vì lâu lắm rồi mấy anh em sang cũng không có đi rừng lại mọi người. Đầu tiên á, là sẽ đi kiếm ong đầu mùa, xem là ong nó có về chưa. Nếu mà có về thì mấy anh em sang sẽ đi làm dấu cái tổ đó, để vào mùa thì mấy anh em sẽ bắt. Với lại thứ hai là hôm nay là vào mùa khô á, những con suối nó bắt đầu là cạn gần như là hết nước á mọi người. Nên mấy anh em sang vào trong đó để mà đi bắn cá suối nha. Lâu lắm rồi thì cả năm là mấy anh em sang không có bắn cá lại, nên hôm nay sẽ đi vào rừng chơi một ngày, có thể là ngủ lại trong rừng một đêm gì đó mọi người. Giờ thì khởi hành đi nha mọi người. Giờ thì mấy anh em sẽ đi theo đường này lên chứ. Sang thì mang trong ba lô rất nhiều đồ mọi người, nhưng mà chủ yếu là lưới đánh cá này, với là một số đồ bắt ong. Hôm nay thì mấy anh em sang vừa đi bắt cá vừa đi bắt ong nha. Mấy anh thì đi trước hết rồi. Khoảng đường ở chỗ này nhìn đẹp lắm, nhưng mà chỉ có cái là nó hơi dốc một chút á, nên đi hơi mệt. Thôi giờ mình đi nha. Bao nhiêu con dốc như vậy ta? Hai cá hả? Mọi người xem này, mấy anh sang leo từ tích cái suối dưới kia mà lên trên đây, một con dốc rất là dài luôn. Muốn đi bắt cá suối ở chỗ sang á, chỗ mấy anh em á, mà bắt được những cái suối mà có nhiều cá phải đi như vậy mọi người. Những con dốc rất là cao, gần như những cái đường này là không ai muốn vào á, không ai muốn đi á, thì mới còn nhiều cá thôi. Đi mà thở không nổi luôn à, thở không ra hơi. Ôi, còn cao lắm mọi người. Đây, đi cái này dạng như là cái đầu gối mà sắp chạm tới đầu á mọi người, lúc nào cũng cuối cuối như vậy. Ôi còn cao phết à, cao thế nha. Wow. Nãy giờ mấy anh em sang vừa mới leo hết cái con dốc chỗ này mọi người. Cái dốc chỗ này nó cao lắm nha. Leo khoảng tầm mười mấy 20 phút thì mới lên hết dốc. Giờ tới chỗ này nghỉ mà một xíu. Wow. Cái này cao nhìn thoáng đẹp quá ta. Giờ thì mấy anh trong khoảng thời gian mà sang nghỉ thì mấy anh sẽ đi vòng vòng đi kiếm xem có tổ ong hay không. Cái mùa này mà kiếm được ong cũng hên xui lắm. Đi vào trong rừng nè mọi người, nếu mà mọi người đi mệt nha, mọi người dừng lại nghỉ mệt thì dừng khoảng tầm 5-6 phút là tiếp tục đi nha, đừng nghỉ lâu quá. Nếu mà mình nghỉ lâu quá thì hồi mình muốn đứng dậy đi á, thì rất là mệt, mọi người mình đi không nổi luôn á, nó mỏi hết cả chân tay á. Nên cứ nghỉ khoảng tầm 5-6 phút là tiếp tục khởi hành đi thôi. Giờ để tiếp tục đi thôi, đừng xa lắm. Wow. Wow.
Nãy giờ thì mấy anh em đang đi mọi người, thì cũng sắp tới suối rồi nha, một đoạn tới suối rồi. Nhưng mà tới cái đoạn này thì khó đi một chút, do là tới suối á là gần tre, tre thì nó ngã xuống, mùa mưa nó ngã xuống nên mùa nắng là chưa ai vào. Bây giờ mấy anh em sang vào đầu tiên thì phải phát đường và phải chui như vậy nè. Đấy, đi những con suối như thế này thì nó có nhiều cá thôi, còn những con suối mà cái đường nó rộng rãi thì sẽ không có cá đâu. Đây anh bảo phải chui anh hồi đi trước, khó đi thật, đâu có đứng được đâu mà mình phải chui chui như vậy này. Hết chưa, hết chưa, đẫm nước mới hết mồ hôi. Ôi bụi lầm. Ô, ngoài đây thoáng thế. Ôi nhìn đẹp ha. Ở trong đây thì phải chui nhưng mà ra tới đây là bắt đầu thoáng thoáng rồi. Cũng xuống tới suối rồi nha mọi người. À, mọi người nhớ con suối này không? Cách đây 6-7 tháng trước á, mấy anh em sang có xuống đây mà cắm cái chạch đó mọi người. Thì lúc đó là mùa mưa, nước nó dâng lên tận tới cái bờ trên đây này. Lúc đó mấy anh em sang phải bơi qua cái chỗ này để cắm câu cái chạch ở trên đây. Nhưng mà bây giờ là mùa nắng rồi, nên mọi người thấy này, nước suối nó còn một chút xíu thôi. Bây giờ thì mấy anh em sang sẽ đi qua bên cái láng mà cái lúc trước mà mình ngủ lại mọi người, cái đợt mà gặp nước lũ đó. Bên đây nè. Ô, cái láng còn luôn kìa. Đây đây là cái láng mà mọi người nhớ là 6-7 tháng trước mấy anh em sang nướng cái cục thịt bò, cục thịt trâu ở đây không? Đây là cái láng. Để mình sẽ ngủ lại đây một vài ngày, cắm trại đây nha mọi người. Cái lều cũng khá rộng để mà mấy anh em sang có thể mắc mộng. Bây giờ thì nó cũng cỏ mọc tùm hết rồi. Đây là con suối mà lúc cái mùa lũ đấy mấy anh em phải bơi qua mọi người. Bây giờ thì còn một chút xíu nước ở đây thôi. Ngủ đâu đây ta? Ta chờ kia đi. À. Xác định là ngủ cái chòi này mọi người, để uống cái nước suối ở đây nè. Nhưng mà ở phía dưới kia có một cái chòi nữa, nên thôi xuống dưới kia ở nha. Tại vì cái chòi này cỏ nó cũng mọc cao quá rồi. Thì là hôm nay cũng có người vào đây bắt cá đó mọi người, nên người ta làm một cái chòi phía dưới đây. Mà chòi cũng cũ rồi. Cái chòi cũ của mấy anh em sang đó mọi người, khoảng tầm 40 mét. Thì ở đây có một cái chòi nữa. Cái chòi này thì nhìn nó kiên cố hơn, nên thôi mấy anh em sang tối nay sẽ ngủ đây nha. Mà ngủ vào mùa này ở trong rừng thì sẽ không có bạc đâu nha mọi người. Mấy anh em sang cứ mắc mộng được ở đâu thì ngủ ở đó thôi. Cái chòi này nó thoáng thoáng, có cái gốc cây mát mát à. Làm cái chỗ gác cá chỗ này được ha. Giờ thì có lẽ mấy anh em sang sẽ nấu nướng ăn cơm, xong rồi một xíu nữa sẽ đi xuống suối bắt cá luôn nha. Tranh thủ thời gian, tại vì nước suối này vào buổi trưa thì trời nó nắng á, mình bắt cá mình lặn thì nó dễ. Còn nếu như mà mình vào cái buổi chiều chiều á thì cũng khó. Gì à? Thấy không? Cái chim gì ta? Cái chim bồ xanh phọc đấy. À, cái con ăn cá đúng không? Con chim bồ cá đúng không? Không, con chim bồ phọc đúng. Chim này nó chiều đẹp lắm. À, ở đây thì anh Lan bảo là có một cái hang con chim mọi người. Mà con chim là đẻ trong hang. Nó có làm rơm không? Đẻ là thẳng lên đất luôn. Đẻ thẳng lên đất luôn. Ôi, con này hay à. Ôi, mẹ đất cây. Ôi. Mẹ của chú này. Ồ, nó bay ra kìa. Ui tới tay. Thôi nó bắt được con chim rồi. Con chim nó đẹp lắm mọi người. Coi cái con nó nếu mà bắt về nuôi kiện thì đẹp lắm. Trước khi xuống suối bắt cá mọi người, thì mấy anh em sang nấu một cái nồi cơm để ăn trưa. Tại vì di chuyển xuống tới đây này, đi từ lúc sáng sớm mà xuống tới đây thì bây giờ cũng đã 11-12 giờ rồi, nên ai cũng đói bụng hết cả, nên đốt đây nấu đây một nồi cơm nha.
Và đã đây được vài cái độc mây này, nướng độc mây. Bên đây là những cái dụng cụ mà hôm nay mấy anh em sẽ xuống suối để bắt cá mọi người. Gồm có đây lưới. Bên đây hai tay lưới này, mỗi tay này thì dài khoảng tầm 100m, hai tay này 200m nha. Với lại là ở đây hai khẩu súng. Mọi người nhớ năm trước cái mùa ong á, mấy anh em sang dùng súng để xuống sông bắn cá không? Thì cái súng đợt bắn cá dưới sông á, thì loại súng đó nó sẽ dài hơn, nó to hơn, cái mũi tên nó cũng bự hơn. Tại vì những con cá suối á, nó không quá to đâu mọi người, nó khoảng tầm khoảng bàn tay thôi, vài lạng một con thôi. Còn con cá sông thì nó tới vài ký mới dùng súng to. Cỡ này là bắn cá suối là hợp lý nha. Xíu nữa trời nắng lên hẳn luôn á, 1-2 giờ thì mấy anh em sẽ đi bắn. Còn bây giờ thì nước suối nó vẫn còn lạnh. Vừa mới ăn uống cơm nước xong, giờ thì mình sẽ đi bắt cá suối nha mọi người. Bắt cá suối mùa này thì dùng cụ như vậy nha, mắt kiếng, súng bắn cá và lưới, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bắt cá rất hiệu quả nha mọi người, tại vì những con suối như này là suối xa trong rừng á, nên cá mùa này nó cũng có nhiều. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi xuống một đoạn luôn nha. Muốn bắt cá suối thì phải kiếm những cái hụt mà có cái gốc cây á, con cá nó sẽ tập trung về cái hụt đó thì mấy anh em sẽ mới sử dụng cái súng này bắn được. Còn không thì cũng khó mà bắt. Ê, còn cái lưới kìa. Cầm lưới nha. Đi. Bây giờ thì mấy anh em sẽ di chuyển tiếp xuống dưới kia nha mọi người. Kiếm một cái hụt nào đó sâu sâu thì mình sẽ lặn để bắn đó chứ. Mọi người nhớ cái đoạn suối này không? Cái lúc trước mà Sang với anh Bảo với anh Nghĩa thả trôi ngay chỗ này để bơi qua bên kia thăm vài dây câu mọi người. Thì cái chỗ đó mùa mưa nước nó chảy rất là xiết. Nhưng mà mùa này mọi người thấy này, nước cạn chắc qua đầu gối một chút xíu thôi. Nên cá suối nó cũng sẽ tập trung về những cái hụt to nha. Bây giờ thì mấy anh em Sang đây đang đi dọc theo suối để đi kiếm những cái hụt nước sâu nha mọi người. Tại vì nước suối nó sẽ có những cái chỗ nước cạn và những chỗ nước sâu. Những chỗ nước sâu như vậy thì con cá suối nó sẽ tập trung về những cái hụt đó đó. Nó sẽ núp ở dưới đó. Và mấy anh em Sang sẽ lặn xuống những cái hụt đó, mình sẽ thả lưới. Xong rồi mình dùng súng bắn cá nha. Mình bắn những con cá ở trong lưới nha. Mùa này thì bắt cá nó dễ hơn là cái mùa nước to kia. Mùa nước to kia thì phải giăng câu, nhưng mà mùa này bắt một lần thì sẽ nhiều lắm. Hụt này cũng to đây. Mọi người thấy cái chùm rác ở phía bên kia không? Nó cách cái chùm rác này nè, nó cách từ dưới mặt đất lên phía trên nó khoảng tầm 5m nha. Cái chỗ đó là cái mùa nước lũ á, nước sẽ ngập lên tới đó nha mọi người. Cái suối này vào mùa nước lũ nó sẽ ngập lên tận tới 5m luôn. Cái này như một con sông á, nếu mà vào mùa mưa á, như một con sông luôn. Nhưng mùa này thì nước nó chỉ có tí xíu thôi. Gần như là không còn nước chảy mấy luôn á mọi người. Rất rất nhỏ nhỏ nha. Nên mùa này thì cá nó gom lắm. Con. Nó thơm hơn không ta? Cái đợt trước mà hai cá luôn hả? Cái đợt trước mà đi vào trong rừng các mọi người thì anh Lăng có đem theo một ít rượu. Xong mấy anh em uống không hết á thì mang vào trong rừng để giấu. Nó có bị bốc không? Không. Cái đấy lâu còn ngon. Còn mùi vị mà. Còn. Ngọt lắm. Cái đấy lâu còn ngon. Nó lạnh ngắt luôn ha. Cái rượu này là mấy anh em ủ ở trong rừng luôn nha mọi người. Giấu với lá cây. Đây, mang đi nha. Dạ. Hai can. Đi vào trong rừng mà đồ đạc mình mang về không hết á, mình cứ giấu lại mọi người. Thì đợt sau mình vào á, mình kiếm lại thì đảm bảo không mất đâu. Trừ khi là nước nó trôi đi thôi, chứ không là không mất đâu. Đi nãy giờ thì mấy anh em Sang cũng tới cái hụt để mà mình có thể là lặn bắn cá rồi nha mọi người. Ở đây thì anh Lăng kiếm được một cái bè của người ta làm sẵn trước từ lâu rồi đấy. Nhờ cái bè này chèo để mà mấy anh em Sang sẽ thả tay lưới từ đây qua bên kia. Xong rồi mình sẽ lặn bắn cá trong cái gốc cây kia mọi người. Ở đó thì có một cái gốc cây to nó ngã từ trên rừng nó ngã xuống á. Thường thì những cá suối mùa này nè, nó sẽ kiếm những cái hang đá hoặc là những cái chà cây nó chui vào trong đó để mà nó trú ẩn á mọi người. Nên mấy anh em Sang sẽ tận dụng cái chà này để mà có thể là chui rút vào trong đó để mình bắn cái con cá trong đó luôn. Đây là những cái khẩu súng mà anh Bảo với anh Huân chuẩn bị sẵn này. Đấy. Súng thì như thế này nha mọi người. Giờ thì trước khi bắn súng á, mình phải thả cái tay lưới kia. Thả lưới từ đây qua bên kia. Để mà đuổi con cá từ trong cái cây ra. Nếu mà con nào mình bắn không được á, thì nó chạy ra nó cũng đâm vào trong lưới và dính trong đó. Ở đây thì có hai tay.
ngon luôn. Được không? Rồi, đi thôi. Bây giờ thì ba anh em sang sẽ ngồi trên cái bè này nha mọi người, để thả cái tay lưới từ bên đây qua bên kia, bao quanh cái gốc cây kia mọi người. Cái kiểu này ra để lùa cá nha, con nào mình bắt không được thì đâm vào lưới. Hơi chồng chành một xíu nha. Cái nước suối mùa này thì mọi người có thể thấy là nó có màu đen mọi người, nó không còn màu trong nữa, nó không còn màu xanh nữa. Tại vì lá cây mục ở trong rừng á, nó đổ về rừng nhiều quá, nên cái nước nó sẽ có màu đen đen chỗ này nè. Cái nước này thì cái mùa này rất là độc mọi người. Những ai mà dạng như là hay dị ứng á, đi vào rừng mùa này á, thì da sẽ nổi hết những cái mẩn lên luôn. Thôi nha, em xuống cái. Có văng ở trên đầu nó không ta? Hai văng ở dưới thôi. Văng cái đường chạy xuống thôi ha. Anh Bảo vừa mới thả cái tay lưới từ bên kia qua bên đây mọi người, để văng cho con cá từ cái hụt này nè, nó không chạy xuống dưới kia nha. Còn phía trên đầu kia thì nước cạn, nó cũng không chạy lên đâu. Ui, cái cây này nó to ghê ha. Nó ngã xuống này mấy cây luôn rồi. Luôn kìa. Ôi xảy rồi. Trời ơi. Con ngựa 10 kg luôn mà. Cái lưới mấy anh em xem vừa mới thả kia một xíu thôi mọi người, đã có cá nó tông vào trong lưới rồi. Chết rách hết lưới rồi. Con ngựa chắc phải 10 kg đó. Cá to như gì. Bây giờ thì anh Huân sẽ bắt bây giờ thì anh Huân sẽ bắt đầu gài cái súng để mà mình sẽ lặn xuống đây để bắn cá nha mọi người. Đây này, súng thì sẽ kết nối với cái mũi tên á qua một cái sợi dây. Đấy. Cả con từ bột. Bây giờ thì anh Huân sẽ gài cho hai dây luôn đi. Hai dây đi. Rồi gặp cá to chứ. Rồi, cho em mượn cái. Đây là một cái súng mà anh Huân vừa mới gài xong mọi người. Đây là cái cò súng này, cái cò súng ngay chỗ này. Mình chỉ cần bóp cái cò súng á thì nó sẽ bắn cái mũi tên ra ngoài. Thì Sang với anh Huân sẽ lặn theo để kiếm con cá mới. Đi thôi. Đi. Dạ hai anh em sẽ lặn. Lên để kiếm tát cây. Bắn cá mùa này ở trong suối thì rất là sướng nha mọi người, tại vì cá nó nhiều mà nó tập trung về những cái gốc cây rồi đó, bắn đỡ lắm. Thôi, 2 3. Hay nó kéo mà. Có xiên đâu. Không xiên nổi hả? Ôi cá bự quá. Ôi trời, 4-5 ký. Có xiên đâu. Nó chạy tới bên này luôn này. Này wow. Này không xiên nhờ. Cá to quá mọi người. Mấy này sao bắn không xiên nổi luôn. Rồi anh Bảo. Anh Bảo vừa mới bắn hụt một con cá này. Mọi người xem cái vẫy của nó này. Trời ơi. 10 ký luôn quá. To mà. Thế này luôn mà. Thao chứ này. Đây mọi người xem cái vẫy của nó mà to bằng ngón chân cái đây này. Cá xay hay cá gì? Cá xay mà. À to. Cá xay là cái con cá ngựa bay xanh đó mọi người. Quay lên mà không hiểu sao trong suối này lại to đến như vậy luôn. Cái rút chỗ này thì to quá nhỉ. Mọi người muốn chết ta. Dự định của mấy anh em sang ban đầu là sẽ đi bắn những con cá suối nhỏ bằng 3 ngón tay, 4 ngón tay này, mà không ngờ là đợt này đi xuống đây gặp một bầy cá to nha. Cũng không ngờ luôn mọi người. Nếu mà biết cá to như vậy thì mấy anh em sang mang khẩu súng lớn thì có thể là bắn được hết luôn. Nhưng mà khẩu súng nhỏ này thì hên xui lắm. Hai cái múc dưới luôn nha. Không nổi. Không nổi. Không kéo nổi. Đây. Anh Nhân bán ngay đây này. Đi. Giờ thì hai anh em sang sẽ tiếp tục xuống nha mọi người. Sao lại vành được, vành vụ rồi. Bắn nó hơn thôi. Tất đồ tất gì. À là. Cho đi tao mơ mơ thôi.
chạy. Ô, cá bự quá. Trời ơi. Ô. Khó quá, nó chạy từ từ. Cá đâu? Con cá bự lắm mọi người, nhưng mà nước đục. Bự quá, con cá bự lắm. Thế cái chục ký quá. Thế cái xuống rồi như ta. To mà, hút này to mà. À, không biết là quay mọi người có thấy hay không, nhưng mà ở ngoài đây mấy anh em sẽ thấy con cá suối nó bự lắm nha. Được không? Ăn thiệt rồi. Chua. Bè ra 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 ra. Nên 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 mũi chân. Nên 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 nên. Được chưa? Ô. Ô. Đưa đưa cái đây, đưa xào đây, đưa xào đây. Đừng kêu luôn, ông cho ăn con. Wow, mọi người xem con cá này nè, nhìn đã không? Cái con này người ta ở chỗ mấy anh gọi là con cá ngựa vây xanh nha. Mà không hiểu sao là cái con này ở trong suối nó to như vậy luôn mọi người. Thường thì cái loại này á, ở ngoài sông nó mới to thôi. Hôm nay thì mấy anh em đụng cái một bầy cá to rồi. Nhưng mà cái lưới này chỉ tiếc một cái là cái lưới nhỏ mọi người. Nên nếu mà nó dính vào lưới á, thì mấy anh em phải dùng lưới súng này bắn thì mai ra mới gỡ được, không là làm rách lưới hết luôn. Rồi, đây mọi người ơi. Đây là con cá đầu tiên của mấy anh em sang bắn được ở trong suối này nha. Mọi người thấy con cá này đã không? Chắc được khoảng tầm 2 ký á. Giờ bỏ đâu đây ta? Vứt lên bờ luôn nha. Rồi mấy anh em sẽ tiếp tục đi bắn tiếp. Chết chưa? 2. Thì mấy anh em sang bắn cá ở chỗ cái hục này mọi người. Thì bắn một lúc á thì cái nước nó bắt đầu đục rồi. Nước suối thì nó cũng không giống như nước sông năm rồi mấy anh em sang bắn. Nước sông thì nó chảy nước lúc nào cũng trong. Còn nước suối này thì mọi người có thể thấy nước đứng yên này. Nên khi mình bắn một chút xíu á thì nó sẽ đục nha. Nên giờ thì mấy anh em sẽ gom lưới không bắn cái hục này nữa mà sẽ dời lên một cái hục nhỏ khác để bắn. Hôm nay thì mấy anh em sang đi bắn, đi kiếm cá nhỏ mà không ngờ lại đụng một bầy cá to á. Súng nhỏ quá cũng không bắn được, mình không làm được gì nó đâu. May mắn là dính kia vào lưới rồi mấy anh em bắn được một con thôi. Chứ không có cách nào bắt được nó hết cả. Bây giờ thì thăm lưới xem là dính được cái con cá nào hay không. Ủa, hai con này. Ủa, con này đẹp ta. Ủa, cái sa tăng đấy hả? Đây là con cá mà mấy anh bảo là con cá sa tăng luôn. Nhìn đẹp không? Ủa, cái đuôi nó đỏ đỏ nhìn đẹp không? Cá suối thì có nhiều con nó màu sắc sặc sỡ lắm. Vậy, hai anh em sang thăm lưới xong rồi sẽ dời một hộp khác rồi tiếp tục bắn cá tiếp. Bè đi ngược luôn. Ô, nhìn cái bự kìa, nhìn cái bự kìa. Cá xiên. Ô, cá xiên. Ô, to vậy. Wow, mọi người xem đây, ở đây dính một con cá xiên nè mọi người. À, cá đắng đó. Mọi người thấy nó to. Con này chắc cả 3-4 lạng nha. Nhìn đã ha. Ba con, một con cá xiềng, một con cá tăng, một con cá trắng suối. Ô, xài lăng ơi. Ở kia dính một con cá đó mọi người. Cũng to to vừa vừa nha. Con cá nó biết kêu ta. À, cái loại này trong suối nhìn nó xanh xanh đẹp ha. Đây, ở đây dính thêm một con cá xay nè mọi người. Cá này thì mấy anh em sang gọi là cá xay nha. Còn gọi theo tiếng của bình thường á là cá ngựa vây xanh. Cái con này thì là cái con to, cái con của cái con to kia kìa. Cái con kia thì nó to hơn. Đây một con cá xiềng. Đây một con nữa nè. Vậy cũng nhiều nha. Ôi xảy rồi. Anh cũng đã gom xong mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sang sẽ gỡ cá và xỏ vào trong một sợi dây nha. Còn đây là con cá khi nãy mấy anh em sẽ bắn 2 lần mới được nha. Lần đầu tiên thì anh bảo bắn nhưng mà nó xuyên qua, nhưng mà con cá khỏe quá nó kéo ra khỏi cái mũi tên luôn, xong nó đâm vào lưới. Lần thứ hai thì anh Lăng lặn tiếp một lần nữa, lúc mà nó dính vào lưới anh Lăng bắn tiếp một lần nữa thì mới bắt được con cá này. Cá suối thì nó sẽ khỏe hơn nhiều so với cá sông nha mọi người, tại vì mọi người thấy chiều dài nó không, nó rất là dài luôn. Suối thì vào mùa lũ nước chảy xiết nên con cá cũng khỏe theo. Cái con này thì mấy anh em đoán thì chắc khoảng tầm 2 ký, hơn 2 ký gì đó. Còn phía trên đây là cá nhỏ này. Đây, cái hộp này thì được bao nhiêu đây nha? Chắc được 2 ký, 3 ký. 3 ký. Con này là con này à? Em con này. Đây, con này là con cá nhỏ của con cá này mọi người. Sau này nó lớn lên thì nó to bằng con cá này. Con này to tối đa khoảng mấy ký ta? 10 mấy ký có đấy. 10 mấy ký luôn hả? À, cá suối nhưng mà nó to nha mọi người. Tại vì cái giống này nó to. Đây, thành quả được nhiêu đây?
Bây giờ thì lại tiếp tục đi kiếm một cái hụt khác mấy anh em bắn tiếp đi. Bắn từ giờ tới chiều luôn mà, khi nào lạnh quá thì về chòi thôi. Bây giờ thì mấy anh em sang sẽ tiếp tục di chuyển lên một cái hụt mới nha mọi người. Hụt trên đó thì nó nhỏ hơn, mình sẽ bắn cá nhỏ thôi. Cá to thì mấy anh em sang sẽ không bắn được đâu. May mắn lắm mới bắn được con kia. Cá to thì nó khỏe lắm mọi người, chỉ có những cái súng to thì mới may ra mới bắn được con những con cá này. Hẹn một dịp khác mấy anh em sang quay vào đây sẽ cầm theo cái súng to và bắn cho hết cái đám cá này luôn. Giá hôm nay hả? Ở đây thì mấy anh em tiếp tục phát hiện một cái hụt mới mọi người. Cái hụt này thì nhỏ hơn hụt kia, nó chỉ có một số cây lộ phía bên kia mọi người. Giờ mấy anh định là sẽ giăng lưới. Ở đây thì mọi người thấy không, có một cái đồi rất là cao, một đồi chuối. Đi vào những khu rừng sâu thì cái phong cảnh nó nhìn nó đẹp lắm. Cái này thả sao ta? Đi vây ngay cái chữ đá gì? Thả chữ V hả? Thả vô đó xong rồi thả xuống cho mấy anh em sẽ định là thả cho nó thành một cái hình cung mọi người, để cho con cá nó mắc kẹt trong đó luôn. Rồi mấy anh em sang sẽ vô trong lưới và đuổi hoặc là bắn ở trong đó, thì tỷ lệ bắt được con cá suối này nó nhiều hơn. Cá suối mùa này thì nó nhiều lắm, nhưng quan trọng là cái cách bắt của mình có bắt được nó hay không thôi. Sâu không? Chỗ đó sâu không? Sâu. Sâu hả? Cái cách mấy anh em sang vây bắt cá suối nha. Anh Lăng thì kéo một cái tay lưới qua bên kia, xong giờ thì anh Bảo sẽ làm một cái vòng tròn kéo vô bờ phía bên đó, để cho cái thành một hình cung mọi người. Con cá thì nó mắc kẹt ở giữa nha. Cái cách này thì con cá nó sẽ rất khó chạy thoát mọi người. Bao nhiêu con cá trong vòng cung này thì mấy anh em sang sẽ bắt được hết. Đây thì mấy anh em sang vừa mới thả lưới xung quanh cái hụt chỗ này nha mọi người. Bây giờ thì anh Bảo vừa mới gài súng xong. Thôi, mấy anh em sang ra lặn xuống để bắn cá nha. Một con. Anh Bảo vừa mới lặn xuống là bắn được một con. Có bươi cao con đang xung quanh này. Anh chưa thấy gì đâu. Đây là con cá đầu tiên mà anh Bảo vừa mới bắn được cho mọi người. Thôi quăng qua luôn. Giờ thì bắn được cá sẽ quăng qua bờ bên kia để xíu mấy anh em sẽ nướng nha. Một con. Hay là dính được một con cá trong lưới không? To. Lát gỡ sau cho. Hai con. Cái tay lưới nãy giờ mấy anh em sang á, giăng chắc khoảng tầm 15 phút và lùa cũng hết cá phía trong đó mọi người. Bây giờ mấy anh em sẽ tháo lưới lên xem là có dính nhiều hay chưa rồi gỡ. Rồi mình di chuyển tiếp một cái hụt mới nha. Tại vì cá này mình lùa một lần thôi là chui hết cho kẹt đá, nó không ra lưới đâu. Ô, hai con ba con luôn. Ôi nhiều ơi. Đây một con. Đây cá suối nè mọi người. 6 con. 7 con. Ôi con này to này. 8 con, 9 con. Ôi sai. 10 con. Ôi con này to hơn nữa. Ôi 11 con. Ôi sai rồi. Con nào mà sắp sảy thì nó to quá nó sảy thì mình cắn cái đầu nó nha mọi người. Vậy là cái hụt này mấy anh em sang thả khoảng 15 phút là được ở đây 11 con nha. Để đem lên nắng kỳ rõ nha. Nhiều ghê. Không có mất nhiều thời gian đâu nha mọi người, khoảng tầm 15 phút thôi. Toàn là cái loại cá suối vây xanh này, mọi người thấy đẹp không? Cái con này thì ăn thịt rất ngọt nha. Thịt ăn giống như cá lóc vậy đó. Nhưng mà hơi nhiều xương một chút. Ụt được con to ghê nha. Nãy giờ thì mấy anh em lùa hai hụt nha mọi người, thì được bao nhiêu đây nè? 4-5 kg rồi đó. Nhưng mà chưa đủ gác bếp đâu. Phải kiếm khoảng tầm 10 mấy ký thì mấy anh em sẽ chịu này về gác bếp luôn. Đi, giờ tiếp tục dời lên trong kia mình sẽ kiếm một hụt mới nữa nha. Bắn cá này kia thì thành quả của ngày hôm nay thì bao nhiêu đây mọi người. Mấy tay lưới thì mấy anh cũng thả trên hụt rồi,
ngâm lại đó qua đêm. Tối tối thì mấy anh em sẽ đi thăm. Còn đây là thành quả từ sáng tới giờ nè. Ban ngày thì tất nhiên là sẽ không nhiều đâu, chủ yếu là ban đêm nha mọi người. Ô, cũng nhiều như vậy. Đây con cá to. Từ từ để mừng cá to. Cái đó có dây ra. Cũng nhiều mà. Cá mà ngày hôm nay mình bắt được á, bây giờ thì mấy anh em sẽ xem mừng, xong rồi kẹp vào que để nướng cho buổi tối mọi người. Mới đầu là mấy anh em xác định á, là nếu mà giăng lưới được nhiều á, thì mình sẽ làm cá gác bếp. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu đây thôi, thì mấy anh em sẽ nướng để mà ăn luôn. Con cá này thì to như thế này á, có thể là để nấu canh chua nha. Mọi người thấy con cá này nhìn đẹp không? Cái màu nó cứ vàng vàng óng óng lên nha, nhìn đẹp lắm. Cái con này thì mấy anh em sẽ nấu với cái canh chua lá chua rừng nè. Còn mấy con này thì nướng. Đặc biệt là trời tối rất là nhanh nha mọi người. Khi nãy mấy anh em xem mần cá bên đây nè, thì trời còn nắng mà mới có 30 phút thôi. Mặt trời nó khuất qua cái đồi á, là bắt đầu là trời tối luôn mọi người. Nãy giờ thì mấy anh cũng mần cá cũng đã xong. Anh Hàng thì nhúm lại một đống lửa để tối nay mấy anh em sang sẽ nấu cơm ngay cạnh bờ suối bên đây luôn. Bên đây là mấy con cá mà nãy giờ mấy anh em mần xong rồi kẹp vào trong que mọi người. Cái này thì mình sẽ để lại để tối gác bếp nha. Ở đây thì được mấy con. Giờ để muốn bảo quản cá đừng để cho nó hư á, thì cho cá xuống suối luôn nha mọi người. Đó, cho cá xuống suối như thế này, đừng cho nó trôi đi là được. Tại vì nước suối nó lạnh. Còn phía bên đây thì anh Huân đang rửa cái lá. Lá này là cái lá sống đời rừng nè mọi người. Cái loại này thì rất là chua. Anh Huân định là sẽ sắc nhuyễn cái lá này ra, xong cho vào cái ống tre như thế này, để mà mình nấu cái con cá ngựa nha. Đây là con cá ngựa to mà anh Lăng bắn được nè, dính lưới anh Lăng bắn được đấy. Cái này thì mấy anh em xa sẽ bỏ vào ống tre để nấu. Bây giờ thì anh Huân sẽ cho cái lá, phần lá chua này xuống dưới ống trước nha mọi người. Mình sẽ cho nó xuống dưới đáy, một hồi cái đáy ống nó sôi lên á thì cái nước mình sẽ chua đều luôn. Còn nếu mà cho trên mặt á thì một hồi trên mặt nó sẽ chua mà ở dưới đây nó không chua này. Nên cứ nhát trước, nhát lá trước rồi xong cho cá sao. Nó to nên xương chữ Y rất ít nha. Nhưng mà bị cái loại cá này á, thường thì mấy anh em sẽ gọi là con cá xay đó mọi người. Tại vì có một số con khi mình ăn vô á, thì nó sẽ có cảm giác như là xay rượu á. Không phải là con nào cũng ăn được đâu. Rồi, cho vô ống luôn, nấu đơn giản thôi. Để một ít lại kho ha. Con này to quá, mấy anh em ăn cũng không hết đâu mọi người. Hai cái đầu kho đó nha. Không hết đâu. Một cái ống cá nấu lá chua rừng hoàn chỉnh nha mọi người. Giờ thì mình sẽ đặt lên trên lửa để nấu thôi. Đấy, đặt lên đây. Bên đây nấu cái gì đây? Bên kia là nó nấu ống rau diếp mọi người. Đi rừng thì mình cứ ăn những cái thứ từ rừng thôi. Đây là cái phần cá mà anh Huân kho nè mọi người. Giờ thì mấy anh em múc ra cái ống tre như thế này nha, để mà hỏi ai ăn thì gấp trong ống tre luôn. Đi rừng thì mấy anh em hay làm món cá kho này, cá nấu trong ống, hoặc là cá nấu măng chua, chứ không có làm cá chiên hoặc là cá khác nha mọi người. Cá chiên thì sẽ tốn dầu á, nên chủ yếu là làm mấy cái món đơn giản như thế này thôi, hoặc là cá nướng. Cái món gì càng đơn giản thì ăn trong rừng lại càng ngon, không cần quá cầu kỳ đâu. Mấy món rồi mấy anh em cũng nấu xong hết rồi. Thôi giờ thì mời mọi người cùng với mấy anh em ăn cơm nha.
ăn cơm tối. Tối nay thì toàn là món cá thôi mọi người, có món rau nhíp đây thôi, đi rừng chỉ vậy là ngon. Thử thử ít cá nấu cá kho mọi người. Mọi người ăn đi rồi xíu đi bắt cá tiếp. Thật con này ngọt cái ta, nết xương nữa. Tính ra cái con này mà không xay ăn chắc ngon lắm á. Mà thịt cũng ngọt lắm. Thịt cái con cá ngựa này ngọt lắm mọi người. Con này là rau nhíp này, rau nhíp độc mây. Mây đã tích luôn rồi. Đi rừng mà nấu mấy món này là ăn bắt cơm nữa nha mọi người. Thì mấy anh em sang vừa mới ăn cơm xong thì mấy anh cầm cái túi mọi người đi thăm cái tay lưới mà khi chiều mấy anh thả đấy. Đây là thành quả của buổi tối ngày hôm nay, thả từ lúc 5 giờ chiều mà tới bây giờ là 8 giờ tối thì được bao nhiêu đây nha, chắc khoảng tầm 5-6 ký cá đó. Sang thì cũng không có đi theo mấy anh thăm lưới được, quay cho mọi người xem, tại vì lúc chiều mấy anh em sang ăn cơm á mà cái con cá mà sang bảo là con cá ngựa xám á, còn mấy anh gọi là con cá xay ấy mọi người, để mà nấu cá chua với lại là kho ăn đó. Thì 5 người ăn mà không hiểu sao là chỉ có một mình sang bị say thôi mọi người. Giờ mới hiểu được cái tại sao con cá này người ta gọi là cá say, tại vì là những người nào mà yếu trong người á, mà sức đề kháng không tốt á, ăn thịt cái con cá này vào á thì sẽ bị ngộ độc nha. Say giống như là mình say rượu nha mọi người. Cảm giác thì nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, chắc là do sẽ ăn nhiều quá. Nãy anh Lăng có ăn nhiều không? Ăn ít à? Anh Lăng thì khi nãy thì sợ say mọi người, ăn có một ít thôi. Còn Sang thì nãy đói quá ăn hai khúc cá nên bị say. Anh Bảo là ăn nhiều là không say ha? Ăn nhiều mà, 3-4 khúc nhiều. Anh Bảo ăn 3-4 khúc lại không say mọi người, chắc là do người khỏe, người yếu với người mạnh đó mọi người. Sang thì nay lặn nhiều quá nên có thể là mệt mệt trong người nên bị say. Còn đây là cá mà mấy anh đang lưới được mọi người. Giờ thì mấy anh đang được không? Hai để cái này qua đó luôn. Đây là số cá mà sáng giờ mấy anh em sẽ bắt được. Được ở đây 4 cặp nha, 4 cặp cá nha. Đấy, giờ thì đặt gác lên gốc cây này để gác bếp luôn. Cho lửa ở dưới. 4 cặp này thì chắc được khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con nha mọi người. Được 24 con cá suối đây nè. Trong đó thì mấy anh em sẽ ăn một con cá ngựa to với lại nướng cũng khá nhiều cá đó mọi người. Sang đốt lửa gác cá thì ngoài đây nè, còn phía trong đây là chỗ ngủ của mấy anh em Sang ha. Giờ thì có lẽ là Sang sẽ lên trên võng ngủ luôn, tại vì xay cá này rất là mệt mọi người. Tối nay thì sẽ ngủ võng, anh Bảo ngủ võng, còn anh Huân, anh Lăng với anh Hàng thì sẽ nằm đất ngủ ở kia. Bây giờ thì leo lên võng ngủ nha. Bây giờ 5 giờ sáng nha mọi người nghe được tiếng chim nó hót ở phía trên những ngọn cây trên đây không? Buổi sáng ở trong rừng này thì nghe chim nó hót rất là nhiều nha. Tối qua thì Sang bị say cá nguyên cả một đêm không ngủ được luôn, rất là mệt luôn mọi người. Còn đây là mấy anh đang ngủ nè, nằm dưới đất thì ngủ như thế này. Ở phía trên đây thì có cái nhà nhưng mà không có cái bạt đâu mọi người, xương thì chống lọc ở trên đây nè, xương thì nó xuống. Đáng ra thì mấy anh phải ngủ ở trong cái bụi rậm như thế này thì xương nó che đường quýt, nhưng mà cái chỗ này thì nó có cái phần cát ấy, nằm như vậy thì nó đỡ đau lưng hơn, nằm phần đá thì nó đau lưng lắm, nằm như vậy này. Nằm đất ngủ thì được cái là nó đỡ lạnh đó mọi người, đỡ lạnh cái phần lưng lắm. Sáng nay chim chóc hót xung quanh đây rất là nhiều, giờ thì đợi cho trời sáng hẳn á, xong rồi mấy anh em sang sẽ đi thăm lưới xem là dính cá hay không.
rồi mình nấu một phần ăn sáng, rồi có thể là mấy anh em sang sẽ chuẩn bị đi về nha mọi người. Xoay cá nè. Xoay cá à? Vậy là cái con cá này ăn xong không phải là mình sang xay đâu mọi người, cũng có anh Hàng xay nữa nè. Anh Hàng thì có vẻ là mệt hơn Sang. Sang thì tối qua Sang nôn vài lần thì nó hết xay. Còn anh Hàng thì ăn xong không nôn ra được nên không dậy nổi. Còn đây là chỗ nấu nướng của mấy anh em Sang này, nhìn đẹp không? Suối thì chảy rì rào róc rách ở chỗ kia. Cái này dính được khá nhiều. Đây là sâu cá gác bếp luôn mọi người. À, cái loại cá suối vây xanh này khi mình gác bếp lên thì nó rất là thơm nha. Nhưng mà chỉ ngon nhất của nó là gác bếp như thế này thôi. Còn làm những cái món khác thì ăn không được đâu, xương nhiều cực kỳ luôn. Gác mà miễn sao cho cái phần xương chữ Y phía trong của nó giòn hẳn ra luôn thì ăn mới được nha. Con này gọi là nhiều xương nhất luôn trong mấy cái đám cá suối mọi người. Sáng nay thì anh Hùng nấu anh Hùng đang nấu ít cá lăng mà tối qua mấy anh em thăm lưới mọi người. Nãy giờ thì mấy anh em Sang vừa thăm hết một tay lưới nha mọi người. Một tay lưới thì được bao nhiêu đây? Mấy anh em giăng 4 tay lưới. Điện thoại Sang thì cũng sắp hết pin rồi nên có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây luôn. Một xíu nữa mấy anh em sẽ thăm lưới hết rồi thì sẽ khởi hành đi về nha mọi người. Chặng đường về còn khá xa. Chuyến đi này của mấy anh em Sang thì nói chung cũng thành công mọi người. Cá suối bắt được cũng rất là nhiều. Nào là cá gác bếp, rồi cá sọ sâu, rồi mấy anh em Sang ăn nữa. Thì clip Sang cũng dài rồi nên sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Rồi thì mấy anh em Sang vừa đi về vừa thăm lưới luôn. Sang chào biệt tất cả mọi người nha. Thôi mình về đây.